quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu làm đẹp của phụ nữ với mỹ phẩm ngày càng tăng. Ai cũng mong muốn sở hữu một gương mặt xinh tươi, làn da mịn màng và khỏe khoắn để có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Và chỉ với từ 30 đến 70.000 mà chúng tôi đã có thể mua được một cây son mang thương hiệu nổi tiếng thế giới như thế này. Và thật đáng buồn khi có rất nhiều người đã tin tưởng tuyệt đối và gần như là phụ thuộc vào sức mạnh làm đẹp của những loại mỹ phẩm giá rẻ như thế này. Và khi sử dụng, liệu có ai đặt ra câu hỏi nguồn gốc của những loại mỹ phẩm này ở đâu không ạ? Nếu chưa thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên tìm hiểu về nguồn gốc của những loại mỹ phẩm giá rẻ này nhé. Lướt qua một số cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội, chúng ta có thể thấy các mặt hàng mỹ phẩm giá rẻ đến không ngờ. Những thương hiệu nổi tiếng chính hãng được bán với giá dao động từ 500, thậm chí lên đến hàng triệu đồng. Nhưng ở đây, những mặt hàng này được bán với giá dưới 100.000 đồng và được dán dưới mác hàng được nhập công nghệ cho Việt Nam và chỉ sản xuất trong nước. Và rồi, có rất nhiều loại sản phẩm được cho là hàng nhập khẩu, là hàng xách tay, nhưng không hề có tem phụ tiếng Việt. Nếu không được nhân viên bán hàng cho biết cách sử dụng, thì chúng tôi cũng không thể biết đó là mặt hàng gì. Không hiểu rằng, liệu những mặt hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khi sử dụng về lâu về dài, sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến không chỉ nhan sắc, mà còn cả sức khỏe của những người sử dụng. Chị hay mua hàng order của người quen, hoặc là người quen dùng rồi thì họ sẽ giới thiệu sản phẩm. Chính vì thế mà mình cũng không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hoặc là không có cần phải kiểm tra giấy tờ rồi ấy, vì mình đã tin tưởng rồi mà. Các cái bệnh mà liên quan đến mỹ phẩm kém chất lượng thì có xu hướng đúng là càng ngày càng tăng. Và thực tế là qua cái công việc hàng ngày của tôi ở phòng khám thì tôi cũng gặp là đúng là như thế. Những cái chất mà làm để tạo nên mỹ phẩm ấy, thì là chắc chắn là phải có chì rồi. Thì ngoài chì ra thì còn phải có chất dưỡng ẩm. Đấy, ít nhất là có 2 loại như thế. Thì chì biết là có độc hại rồi. Sử dụng một chút thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng mà có cái tính chất là kéo dài hoặc là hơi lạm dụng một chút thì là cái khả năng nhiễm độc chì rất cao, vì là nó ở cái môi thì nó rất là gần với lại cái lợi và cái phần niêm mạc mỏng ở trong miệng thì dễ bị. Hai nữa là cái chất giữ ẩm, nếu mà khi lâu quá thì nó sẽ biến chất thì là nó cũng có thể gây nên độc hại cho da. Làn da là một trong những bộ phận vô cùng nhạy cảm. Nó liên quan đến diện mạo bên ngoài và cả sức khỏe bên trong cơ thể. Và nếu không được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận khỏi những ảnh hưởng, đặc biệt là từ mỹ phẩm kém chất lượng, thì hậu quả nó để lại sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Khi mà cái bề mặt da của mình nó không còn khỏe nữa, nó đã bị tổn thương, và các cái loại mà mỹ phẩm mà các bạn dùng như là hàng nhái trên thị trường, đặc biệt là kem trộn ấy, khi các bạn dùng một thời gian nó gây nghiện cho da, và khi các bạn ngưng sử dụng một cách quá đột ngột thì nó dẫn đến là một cái hệ tổn thương rất là sâu. Nó không còn là lớp biểu bì bên ngoài nữa mà nó còn tổn thương đến lớp trung bì và hạ bì bên trong. Đấy, thì cái quá trình phục hồi nó còn phải tùy thuộc vào cái cơ địa phục hồi của các bạn. Đấy, và cái quan trọng nhất là các bạn phải cai nghiện dần dần. Nguy hiểm là thế, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều những hộp mỹ phẩm kém chất lượng được tiêu thụ ở khắp mọi nơi. Và người tiêu dùng vẫn hàng ngày sử dụng với nỗi lo ngay ngáy về chất lượng sản phẩm. Vậy những loại mỹ phẩm này đã được che mắt khỏi các cơ quan chức năng như thế nào? Và những người buôn bán thứ mỹ phẩm này đã có những thủ đoạn gì để bán cho người tiêu dùng? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.